Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022 của Công an tỉnh. Công ty Tân Đại điểm sáng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Xã Tân Châu trồng cây giống cho doanh thu đạt 800 triệu đồng một hectare. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2021, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh cùng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, góp phần hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tổ chức thành công các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trên địa bàn tỉnh. Doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt gần 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 1.100 tỷ đồng, thu nhập bình quân lao động trên 10 triệu đồng một tháng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá năm 2021 với đại dịch COVID-19 đánh dấu nhiều khó khăn, thử thách, sức bền của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng ủy khối hòa cùng khí thế chung của cả tỉnh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi toàn diện những nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Những kết quả này cho thấy, nghị quyết đại hội đảng các cấp đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với vai trò là một đảng bộ lớn gồm các cơ quan quan trọng nhất của tỉnh và những doanh nghiệp nắm giữ nhiều nguồn lực xã hội, nên kết quả lãnh đạo của đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh có tác động to lớn đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cả tỉnh. Trong năm 2022, đảng bộ khối cần tập trung vào 5 nội dung, trong đó cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách, các giải pháp phát triển kinh tế xã hội có tính khả thi cao. Triển khai hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn tài sản nhà nước, tạo nhiều việc làm mới, tăng nộp ngân sách nhà nước, cải thiện thu nhập cho người lao động, tăng cường xây dựng và phát triển tổ chức đảng đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của Đảng ủy khối trong năm nay đấy là lãnh đạo triển khai công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp đi đôi với tăng cường kiểm soát chặt chẽ quyền lực, bảo đảm công khai minh bạch và đẩy mạnh kiểm tra giám sát, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư, mua sắm tài sản công, đất đai, xây dựng và cả công tác cán bộ, thậm chí ngay cả công tác an sinh xã hội của chúng ta. Bởi vì báo cáo của đồng chí là các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh của chúng ta đều là những đảng bộ, chi bộ rất quan trọng. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ về quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, quản lý một cái nguồn lực rất lớn của tỉnh cũng như là của doanh nghiệp. Tất cả nguồn lực tài sản công nằm trong các đồng chí chứ nằm chả nằm ở đâu khác cả. Vi phạm tham nhũng tiêu cực cũng hoàn toàn có thể xảy ra ở các cấp ủy và tổ chức đảng trong khối của chúng ta. Trong quá trình triển khai chương trình kiểm tra giám sát của các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ khối của chúng ta năm nay cần phải bám sát cái định hướng về công tác kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ vi phạm, thực hiện kiểm tra giám sát một cách có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường kiểm tra cách cấp, rồi kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kiểm tra giám sát việc chấp hành quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức gắn với thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, coi trọng công tác tự kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, không có ngoại lệ và không có vùng cấm. Tổng Bí thư còn nhấn mạnh nữa, kiểm tra đảng còn đi trước một bước,
cho công tác xử lý cán bộ, mở đường cho công tác điều tra để xử lý những hành vi vi phạm. Nhân dịp này, 56 tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021, 5 năm liền và có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 3, 4. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Năm 2021, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động đổi mới công tác, nắm phân tích, dự báo tình hình, nhất là những vấn đề mới phức tạp, kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp, chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc từ khi mới phát sinh. Chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng công an tỉnh, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ. Phát biểu với hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo toàn lực lượng đạt được trong năm 2021. Nổi bật, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh kinh tế, nông thôn, tôn giáo, bảo vệ chính trị nội bộ, không để bị động bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc và đi qua địa bàn tỉnh, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp với mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được củng cố và tăng cường, tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Thưa các đồng chí, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng cho thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược 10 năm 2021-2030. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực tế ở địa phương, tôi đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Công an tỉnh đề ra trong năm 2022, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những công tác trọng tâm sau đây. Thứ nhất là tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an nhiệm kỳ 2020-2025. Các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần phải cụ thể hóa vào các công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh trong sinh hoạt chính trị toàn lực lượng. Mỗi chiến sĩ phải thấm nhuần tư tưởng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thứ hai, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Công an tỉnh phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đảm bảo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 với từng thời điểm để phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy tốt vai trò của mọi lực lượng, chú trọng xây dựng lực lượng công an xã, đẩy mạnh các phong trào đấu tranh trấn áp các loại tội phạm để bảo vệ bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao năm 2022. Thứ ba là chủ động tăng cường phối hợp với các bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các sở ngành liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là công tác vận động quần chúng, tuyên truyền nhân dân chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước,
thường xuyên nắm chắc mọi tình hình để tham mưu đề xuất với chính quyền, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn, cương quyết ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch có liên quan để đe dọa đến an ninh quốc gia và chia rẽ nội bộ. Thứ tư là tiếp tục củng cố công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, chú trọng công tác tư tưởng của đảng, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ luật kỷ cương. Lực lượng công an toàn tỉnh phải đi đầu và gương mẫu trong thực hiện tình hình thực hiện nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ủy. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an, nhất là đảng viên, người đứng đầu cấp ủy đơn vị phải thật sự gương mẫu, là trung tâm đoàn kết, quy tụ sức mạnh của tập thể chi bộ, đảng bộ đơn vị, quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo chỉ huy các đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, đảm bảo công tác tài chính hậu cần kỹ thuật để phục vụ công tác và chiến đấu. Xin trân trọng cảm ơn. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 21 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Chiều qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã xây dựng đề án phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tăng hạn mức bảo lãnh Chính phủ đối với trái phiếu phát hành trong nước tối đa 38,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, năm 2022 tối đa 19 nghìn tỷ đồng để thực hiện cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách theo quy định. Thời gian hỗ trợ chủ yếu thực hiện trong 2 năm 2022-2023, một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh. Cụ thể, trong năm 2022, sẽ cho vay hỗ trợ tạo việc làm khoảng 7.000 tỷ đồng, cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để thuê, mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khoảng 6,8 nghìn tỷ đồng, cho vay đối với học sinh, sinh viên khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng. Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu các sở ngành địa phương của tỉnh và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát đối tượng thụ hưởng, xác định nhu cầu vốn, các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 11. Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình mở cửa trường học của các địa phương. Theo kế hoạch, đến ngày 21 tháng 2 tới đây, ngoài trẻ mầm non tại Đà Nẵng, An Giang, Tiền Giang và học sinh bậc tiểu học của tỉnh An Giang, thì học sinh, sinh viên trên cả nước đều tới trường học trực tiếp. Tại tỉnh Hưng Yên, số học sinh tới trường học trực tiếp đạt khoảng 95%, hơn 3% số học sinh nghỉ học có liên quan tới dịch bệnh. Các cơ sở đã chủ động xây dựng kịch bản dạy học linh hoạt an toàn cho trẻ em học sinh, tùy theo tình huống dịch bệnh, triển khai sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh đến trường. Việc tổ chức dạy học được thực hiện đúng chương trình, kết hợp ôn tập và dạy kiến thức mới, tận dụng tối đa thời gian học trực tiếp để dạy các nội dung thực hành. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, chú trọng kiểm soát tốc độ lây lan của dịch bệnh và quy trình xử lý F0, F1. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn các nhà trường dạy và học tổ chức bán trú an toàn đối với ngành giáo dục, nâng cấp các phần mềm, chuẩn bị cơ sở vật chất, tiếp tục duy trì, kết hợp dạy trực tiếp với trực tuyến. Ngay sau khi học sinh tới trường học trực tiếp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp thích ứng, linh hoạt với diễn biến dịch bệnh và đảm bảo hiệu quả dạy và học. Các trường học chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, vật tư y tế và nhân lực,
sẵn sàng xử lý khi phát hiện ca nhiễm trong trường học. Bên cạnh việc tuyên truyền, khuyến khích gia đình tự theo dõi sức khỏe và xét nghiệm cho con để sớm phát hiện ca nhiễm. Từ ngày 14 tháng 2 tới nay, huyện Yên Mỹ đã tổ chức test nhanh cho hơn 14.000 học sinh, hơn 800 giáo viên. Toàn huyện ghi nhận gần 220 F0, hơn 310 F1 là giáo viên và học sinh. Để đảm bảo việc dạy và học, các nhà trường đã linh hoạt nhiều biện pháp như thực hiện song song hai hình thức trực tiếp và kết hợp trình chiếu qua phần mềm học online hoặc chia ca trực tuyến và trực tiếp. Phân công giáo viên hỗ trợ ôn tập, hướng dẫn sử dụng kho bài giảng trực tuyến cho học sinh không thể tới trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 mới sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng từ năm học 2022-2023. Danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố gồm 44 sách giáo khoa lớp 10 thuộc 14 môn học và hoạt động giáo dục, 40 sách giáo khoa lớp 7 của 12 môn học và hoạt động giáo dục, 43 sách giáo khoa lớp 3 của 11 môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 được phê duyệt. Sau khi có danh mục sách giáo khoa mới phê duyệt, các địa phương sẽ lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các nhà trường. Sau khi có kết quả chọn sách, các nhà xuất bản phối hợp với các tỉnh, thành phố để tiến hành tập huấn sử dụng sách giáo khoa, cung ứng sách kịp thời cho các nhà trường trước năm học mới. Mặc dù mới đi vào hoạt động trên địa bàn huyện Kim Động, nhưng công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy chữa cháy, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong sản xuất kinh doanh. Đây là khóa học do công ty Tân Đệ phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh được tổ chức vào những ngày cuối năm 2021. Tham gia khóa học có hơn 100 thành viên, đội viên, đội phòng cháy chữa cháy và cán bộ công nhân của công ty. Ngay sau buổi học lý thuyết, các thành viên của đội phòng cháy chữa cháy và công nhân của công ty đã tiến hành phần diễn tập luyện kỹ năng cứu người bị nạn trong đám cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy và triển khai các đội hình chữa cháy cơ bản. Buổi diễn tập đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân và củng cố kiến thức cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Sau cái buổi đào tạo, chúng tôi nhận thức được và hiểu thêm được các cái kiến thức, các cái nghiệp vụ và cái trách nhiệm và cái kỹ năng về công tác là an toàn phòng chống cháy nổ cho nhà máy và cho doanh nghiệp để luôn luôn sẵn sàng trong cái tình huống là ứng phó kịp thời, không để cái thế bị động. Là đơn vị chuyên sản xuất hàng may mặc, là mặt hàng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Do vậy, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được ban tổng giám đốc công ty quan tâm chú trọng. Với mục tiêu phòng cháy hơn chữa cháy và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, công ty luôn quan tâm đầu tư trang bị hệ thống máy móc, trang bị phòng cháy chữa cháy hiện đại theo đúng tiêu chuẩn quy định. Ngoài việc đầu tư hơn 20 tỷ đồng để xây dựng hệ thống chữa cháy hiện đại, thì ở tất cả các dây chuyền tại công ty đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Các trang thiết bị này được đặt ở nơi dễ nhìn thấy, kèm theo sơ đồ bố trí và sơ đồ thoát nạn. Không những cái việc là chúng tôi tập trung vào việc đầu tư về cái cơ sở chữa cháy mà chúng tôi cần phải đào tạo một cái lực lượng phòng cháy chữa cháy để người ta có thể duy trì và có những cái phản ứng vào những khi cần thiết. Lực lượng phòng cháy chữa cháy của chúng tôi đã từng là can thiệp vào những cái nhà dân xung quanh nhà máy bị cháy, nhà máy bên cạnh bị cháy chúng tôi cũng can thiệp. Đấy, và chúng tôi cũng đã từng cứu được ít nhất là 3 người trong một cái đêm Tết. Thì đó cũng là những cái mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là tự hào rằng là những cái việc chúng tôi làm đã đem lại những cái giá trị không những chỉ trong doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội. Lực lượng các đội phòng cháy cháy của công ty Tân Đệ, nghiệp vụ thì được các đồng chí đã nắm rất chắc để tham gia phối hợp với lực lượng chữa cháy rất là nhịp nhàng. Họ đã triển khai tốt cái phần việc cái chữa cháy của lực lượng cơ sở. Với tiêu chí mỗi cán bộ công nhân là một chiến sĩ trên mặt trận chống giặc lửa, công ty Tân Đệ luôn tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về tài sản và con người, qua đó góp phần đưa công ty trở thành một điểm sáng trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Những năm gần đây, nhiều nông dân ở xã Tân Châu, huyện Khoai Châu chuyển đổi mở rộng diện tích đất chuyên canh trồng và ươm các loại cây giống cho thu nhập khá cao. Thời điểm này, tại các nhà vườn đang rất sôi động, thu hút nhiều khách hàng thương lái nhiều nơi đến chọn và mua cây giống để trồng.
Xã Tân Châu hiện có trên 300 hộ làm nghề ươm cây giống, chủ yếu là cây ăn quả với diện tích trên 100 hectare, tập trung ở các thôn như Mãn Hòa, Toàn Thắng, Hồng Quang. Trong quá trình phát triển sản xuất, người dân nơi đây đã áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt, thực hiện sản xuất đa dạng các loại cây giống. Do chất lượng cây giống đảm bảo nên được khách hàng nhiều nơi tìm mua. Tháng 1 đến tháng 3 âm lịch là thời điểm hoạt động mua bán cây giống ở đây sôi động nhất. Đối với cây ăn quả như nhãn, xoài, táo, đào, na sấu, một năm tuổi, các hộ thường bán với giá khoảng 10 đến 30 nghìn đồng một cây. Cây giống 2 năm tuổi trở lên sẽ có giá bán cao hơn khoảng 50 đến 80 nghìn đồng một cây. Sản xuất cây giống hiệu quả đã cho doanh thu đạt khoảng 800 triệu đồng một hecta một năm, tương đương 30 triệu đồng một sào một năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định và tạo việc làm cho trên 1.000 lao động. Hiện cây có múi đang trong thời điểm phát lộc, chuẩn bị ra hoa, đậu quả. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất cuối vụ. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của thời tiết, nên trên cây có múi hiện đang xuất hiện sâu bệnh gây hại. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trừ. Là địa phương có diện tích trồng cây có múi lớn của tỉnh với gần 200 hectare, trong đó chủ yếu là cam Hưng Yên và cam Trường Canh. Do là cây trồng chủ lực cho hiệu quả kinh tế cao, nên ngay sau Tết Nguyên đán, các chủ hộ, đặc biệt là các hợp tác xã đã đẩy mạnh chăm sóc cho cây có múi như đào bầu, chặn rễ, bổ sung dưỡng chất cho cây để cây phát lộc ra hoa, đậu quả đạt tỷ lệ cao. Thời điểm này thì trong thành viên hợp tác xã chúng tôi là tích cực là cho ăn, là đặc biệt là phân hữu cơ giàu chất cũng như là dinh dưỡng để cho tạo cho cây phát triển tốt cũng như là để mầm hoa tốt. Khi mầm hoa đã lên mà mầm lá đã phát triển thì là cái bệnh vẽ bùa là rất nhiều. Nếu như mà ta không phòng trừ được tốt thì nó sẽ làm hỏng trực tiếp đến cái lọc non cũng như là hoa. Thời tiết rét có mưa phùn, độ ẩm không khí cao kéo dài trong những ngày gần đây đã và đang phát sinh nhiều loại sâu bệnh gây hại như sâu vẽ bùa, bọ trĩ, tây trồng cánh, nhện đỏ. Nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây hại và ảnh hưởng rất lớn tới quá trình ra hoa, đậu quả và năng suất cuối vụ. Vì vậy, bà con cần theo dõi chặt chẽ và phòng trừ theo nguyên tắc 4 đúng. Trong đó tập trung phun phòng sâu vẽ bùa, tây trồng cánh, bọ trĩ, dẹp muội, nơi có mật độ cao, chủ yếu ở thời kỳ cây ra lộc non, cây ra hoa đậu quả non bằng các thuốc đặc hiệu như Radian 60ST, Cola 700WG, nhện đỏ phòng trừ bằng các thuốc đặc hiệu như Dilan 2ST, Detect 50WP, Catech 3.6E. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rút các lực lượng về căn cứ sau khi hoàn thành tập trận gần biên giới với Ukraine, giới chức Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vẫn bày tỏ sự hoài nghi, thậm chí cho rằng một số đơn vị chủ lực của Nga vẫn đang tiến về khu vực này. Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 16 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ và các đồng minh chưa thấy bất kỳ sự rút lui nào của lực lượng Nga ra khỏi khu vực biên giới gần Ukraine. Thậm chí có một số đơn vị chủ chốt còn đang tiến về khu vực này chứ không phải rời đi. Còn Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết việc rút quân của Nga sẽ được hoan nghênh. Tuy nhiên, việc di chuyển quân và xe tăng qua lại là không đủ để chứng minh điều đó đang thực sự diễn ra. Các nguồn tin tình báo phương Tây cho biết các cuộc tập trận của Nga vẫn đang ở giai đoạn cao điểm và nguy cơ Nga gây hấn quân sự ở mức rất cao trong những ngày còn lại của tháng 2. Các nhà đàm phán hàng đầu của Iran tại thủ đô Viên của Áo vừa đưa ra nhận định các cường quốc trên thế giới đang tiến gần hơn bao giờ hết đến một thỏa thuận nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân đa phương. Thứ trưởng Ngoại giao, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran chia sẻ rằng, sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, các bên đang tiến gần hơn hết đến một thỏa thuận. Trong khi đó, khi được hỏi về tình hình của các cuộc đàm phán nhằm mục đích đưa Mỹ và Iran trở lại thỏa thuận hạt nhân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các bên đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng và Mỹ sẽ có đánh giá sâu hơn về mức độ nghiêm túc của Iran trong những ngày tới. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ về khôi phục thỏa thuận hạt nhân đã được nối lại vào tuần trước. Tổng thống Mỹ Joe Biden khi nhậm chức cũng đã tuyên bố sẽ quay trở lại thỏa thuận quan trọng này. Sau gần 2 năm dừng toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ, chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc nối lại dịch vụ này vào khoảng tháng 3 hoặc là tháng 4 tới đây. Theo truyền thông Ấn Độ, chính phủ nước này đang cân nhắc quyết định
có hay không việc mở lại khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ theo lịch bay vào mùa hè. Trước đó, Ấn Độ đã dừng toàn bộ các chuyến bay quốc tế từ tháng 3 năm 2020 để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Bộ Hàng không Ấn Độ có kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ từ 15 tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, dự định này đã phải dừng lại vì sự bùng phát của biến thể Omicron. Chính phủ Anh ngày 16 tháng 2 cho hay, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở vùng England sẽ được tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19 liều thấp. Và trước đó, chỉ những trẻ em ở nhóm tuổi này mắc bệnh nền và có nguy cơ cao khi mắc COVID-19 thì mới đủ điều kiện để tiêm chủng. Bộ trưởng Y tế Anh cho hay, việc triển khai sẽ không khẩn cấp và dựa trên quyết định của các bậc phụ huynh. Tổng cộng sẽ có khoảng 6 triệu trẻ em trong nhóm tuổi từ 5 đến 11 tuổi ở Anh được tiêm hai mũi vaccine của Pfizer-BioNTech. Nếu nhận được sự đồng ý từ cha mẹ, khoảng cách giữa hai mũi tiêm là ít nhất 12 tuần. Bộ trưởng Y tế Anh cho biết, giới chức y tế sẽ mở rộng đề nghị tiêm chủng không khẩn cấp cho tất cả trẻ em vào tháng 4, để các bậc phụ huynh có thể quyết định bảo vệ con em mình khỏi các làn sóng dịch COVID-19 trong tương lai, khi đất nước học cách sống chung với virus SARS-CoV-2. Giới chức thành phố Petropolis của Brazil vừa tuyên bố tình trạng thảm họa khi một trận lũ quét và lở đất kinh hoàng khiến ít nhất 78 người thiệt mạng. Thành phố Petropolis nằm cách Rio de Janeiro 68 km về phía bắc của Brazil, hôm 15 tháng 2 đã bị ảnh hưởng nặng nề do những cơn mưa xối xả. Nước lũ tràn vào đường phố, phá hủy những ngôi nhà trên sườn đồi và cuốn phăng xe cộ. Cơn mưa hôm 15 tháng 2 kéo dài trong 3 tiếng, với lượng mưa tương đương một tháng. Hiện số người thiệt mạng vì thảm họa dừng ở con số 78. Tuy nhiên, chính quyền lo ngại số người chết có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa sau khi nhân viên cứu hộ tìm thấy tàn tích của vô số căn nhà trong đống bùn. Nhiều người trong số họ sống tại khu ổ chuột trên sườn đồi. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, Văn phòng Hội Hoàng gia Thái Lan thông báo đổi tên chính thức của thủ đô nước này trong các văn bản tiếng nước ngoài từ Bangkok trở thành Krung Thep Mahanakhon, giống như tên gọi trong tiếng Thái. Krung Thep Mahanakhon là phiên bản rút gọn tên nghi lễ của thủ đô Thái Lan, vốn là một cái tên dài tới 168 chữ cái và được ghi nhận là tên dài kỷ lục thế giới. Trong tiếng Thái, Krung Thep Mahanakhon có nghĩa là thành phố thủ đô của các thiên thần vĩ đại. Về cơ bản, hầu hết mọi người Thái Lan vốn đã gọi thủ đô của họ là Krung Thep, còn người nước ngoài thì quen gọi nơi đây là Bangkok. Chính phủ Thái Lan cũng đồng thời thông báo tên Krung Thep Mahanakhon chỉ được sử dụng trong cách gọi chính thức, trong khi tên Bangkok vẫn được công nhận, song không chính thức, và được viết trong dấu ngoặc đơn sau tên chính thức Krung Thep Mahanakhon. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên đêm 17 ngày 18 tháng 2 năm 2022. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Độ ẩm trung bình ngày từ 90 đến 95%. Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 1m50, mực nước thấp nhất 0m50.